Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng, hạt mưa rêu rắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đội từ đêm mưa. Dạ từ đêm mưa. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư chậm lắng, hạt mưa gieo sắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đôi mưa mà đi. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta, bâng khuâng hoang mang anh mong từ xa, hạt mưa rơi ướt mi nàng sẽ thắt tim chàng, giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Đêm mưa. Trên đường vắng đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng, hạt mưa gieo sắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đôi mưa mà đi. Đi trong chàng, giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Dạ
từ đêm mưa. Dễ thương. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Minh xin được gửi đến bốn vị khách mời cũng như là anh MC Điển Trai, Bạch Công Khanh cùng với tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoàng Minh. Dạ, và cũng không quên cho phép Hoàng Minh xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ nữa nha. Dạ. Nhìn thì rất là baby nhưng mà nét diễn thì rất là lãng tử nha. Chị Ngọc Liên có cảm nhận vậy không ạ? Thật sự là bây giờ là Liên có lời khen cho Minh rất nhiều luôn á. Tại vì thật sự ra là cái bài hát này Liên không bao giờ nghĩ là Liên sẽ diễn được như vậy. Bởi vì khi ra sân khấu cái nhạc nó lôi cuốn mình quá. Xong mà khi ngước lên thấy em này, trời sao mà trẻ quá vậy. Nhưng mà khi mà nhạc lên là em ra em giữ cái dáng, xong là bắt đầu là Liên biết Liên phải làm gì. Cái phần biểu diễn này với cái động tác múa đi qua đi lại, mặc dù là chưa tập bao giờ và tự nhiên mình thấy mình cũng rất là ăn ý, cho nên là chị Liên rất thích. Dạ, sẵn đây chúng ta sẽ hỏi luôn Hoàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em vừa 23 nồi bánh chưng thôi. Wow, 23 nồi bánh chưng trẻ. Còn quá là trẻ luôn. Quá trẻ. Đồng trang lứa với anh Kim Tử Long. Tôi thấy cặp đôi này rất xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do em cũng chọn. Em rất là dạng sân khấu, mà người ca sĩ phải có cái đó. Và anh hy vọng rằng với cái giọng hát của em như thế này đó, mà em được rèn luyện hơn nữa. Em mới có 23 tuổi thôi. Tuổi này chưa phải là cái tuổi mà giọng chính, giọng nó vẫn còn có thể là phát triển ra nữa. Dạ, anh xin cảm ơn rất nhiều. Theo cái cảm nhận riêng của anh thì cái chất giọng của em là có, và giọng em khá dày, và cái độ vang nó cũng có luôn. Bây giờ cái em cần là có cái những cái kinh nghiệm về cái cuộc sống, những cái trải nghiệm về cuộc sống để em hát cái bài hát nó sâu hơn nữa. Không phải là chê cái này là chưa sâu nha, mà là em sẽ có cái từng trải trong cái bài hát em nữa, thì nó mà cái đó thì phải đòi hỏi về cái tuổi đời nữa. Mà hôm nay với cái tuổi như vậy và em hát như vậy, và chị, anh nghĩ là chị Liên phải suy nghĩ về một cái bạn partner này, về cái cách diễn cũng như anh thấy là rất là hợp với, đã thấy rất là hợp với Liên trong cái cách mà hai người phối hợp với nhau trong cái cách diễn và trong cách ca luôn. Tuy là lần đầu tiên không ráp gì cả, lên là hai người hát luôn, nhưng mà đã ăn ý như vậy rồi thì đại nghĩ là Liên nên suy nghĩ. Yeah. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Hoàng Minh. Sáng ngắt qua đây từng ngày mây trôi.
trông theo dáng nghe. Quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching cái xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lấp linh như này mà sao không bừng được ra. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ, chứ không phải là một mình Duy. Bắt đầu. Thôi chọn số 5 đi. Thôi chọn số 3 đi. Thôi anh vẫn còn đi. Thời gian để suy nghĩ. Số 7 cũng được, số 7 dáng cũng đẹp đi. Nhưng mà hơi rủ tay xuống quá. Nhấn nút đi à. Số 8 vẫn cương quyết chọn ông số 8 nữa. Anh Nguyễn Đình Vũ đã lựa chọn số 8. Và bây giờ là 4 chữ lắm với ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và người chơi trong các phòng số 8. Na 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 na
chờ một ngày yêu thương là an lời, nói cho nhau một câu, để từng đêm ta thôi còn trong ngõ, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say chín mi, để đêm nay ngừng rồi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chỉ đâu lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, mà thương lắm mà xa lắm, chỉ đâu lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Rồi rồi, thưa quý vị, một tràng vỗ tay ạ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy bình chọn về cặp chân mày này. Không phải đơn giản mà tìm được một cặp chân mày tâm đầu ý hợp như vậy. Một cặp chân mày thiệt chứ không phải là vẽ và tô đậm lên đâu. Bình chọn đi. Bé hát ok lắm. Tôi muốn phải được bình chọn nhiều hơn Út Mén hồi nãy. Bình chọn cho tôi. Hết giờ. Trời ơi. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẽ ra người ta bình chọn nhiều lắm đó. Mà bởi vì cứ nói về cặp chân mày, người ta lo người ta tập trung dòm cặp quên chân mày luôn. Người ta quên bám. Em trai áo trắng ơi, nếu như một lát nữa mà cái phần bình chọn em không nhiều thì em đừng trách khán giả. Đâu. Em hát rất là tốt rồi. Em hãy trách là trách hờn cái con người áo đen kế bên em đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em xin được chào các nghệ sĩ khách mời cùng tất cả mọi người có trong phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Võ Duy Thành. Xin chào Võ Duy Thành, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới cho chúng tôi một cái tiết mục rất là thú vị vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào với sự lựa chọn của mình? Là không sai khi mà cái cánh cổng số 8 vừa sập xuống một cái pạc là anh thấy bạn xuất hiện là coi như là ngoại hình là ăn 8 điểm rồi. Sau đó bạn bước ta từng bước đi của bạn rất oai vệ, rất nhẹ nhàng xuống đó rồi, ăn được 9 điểm rồi. Vừa bước xuống cất giọng hát cái trong lòng anh đã chọn bạn cho bạn 10 điểm rồi. Lần đầu tiên song ca cùng với một bạn mà không tập dợt gì để cho ra được một cái tiết mục. Quý vị, hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và tiết mục này em mong lên trending thôi. Cảm ơn Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Sau khi mà Thành bắt đầu quen được với cái nhịp của Vũ rồi, quen được với cái không khí ở đây rồi, thì Thành bắt đầu bắt kịp. Đó là sau đó hai anh em cháy nha. Lúc đó rõ ràng là thấy Thành rất tự tin. Vũ lên sân khấu lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào hết trơn á. Nó truyền xuống khán giả và mỗi lần bạn Vũ đứng lên sân khấu á, là khán giả ở dưới lúc nào cũng là nhún nhảy và theo cái ca khúc của bạn. Hai người hát với nhau á, càng về sau á, càng rất là ăn ý. Và đặc biệt là Vũ á, như là càng về sau Vũ đẩy cho bạn á, đẩy cảm xúc cũng như đẩy để cho bạn được tỏa sáng á. Chị thấy em là đã bản lĩnh rồi đó. Với một người mà quậy sân khấu như vậy, quậy luôn ca sĩ hát, thì em đã lấy được tinh thần và em hát nhảy. Và cái điều chị thấy là hôm nay có sự tình cờ phải không? Hát Bạch Công Tử phải không? Ý anh tính nói luôn á. Một người trắng thì mặc ở trong màu đen, một người màu đen thì ở trong màu trắng ra. Mà với lại cái gương mặt của em, vóc dáng của em ra rất là nghệ sĩ luôn. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của các nghệ sĩ ạ. Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tâm. Trở về đây với con đường xưa,
chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Rồi sắp khóc nữa rồi. Thu đến thu đi cho lá vàng lạy mây, em theo về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào mình tôi bước chân lẻ dây dứt, trời mưa bóng nghe mặn mòn, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đầu vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, tôi bước chân lẻ loi dây dứt, trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau tâm tư người ơi xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhắn nhớ hù sâu. Và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau. Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu. Một lần
nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là... Dũng với 52% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Dũng đã nhận được 10 triệu đồng là phần thưởng của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng cũng như là Duy Phương vì đã dành thời gian đến với song ca giấu mặt và cho chúng tôi thưởng thức tiếng hát của các bạn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như anh chẳng may. Nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, ngượng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ? Anh không muốn nghe. Ngày hôm qua em thấy ai đây? Sao anh lại chết lòng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin. Chờ anh, tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời. Chưa buông tay anh thấy áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thôi khi đang bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Chẳng may
anh không muốn nghe. Tại sao mà cứ kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được, đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị bắt đầu. Ây, 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 ây. Ây, ây, ây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhiều ây nhá, thank you, thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khanh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ, em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An thế nào. Rất là dễ sống đúng không anh? Dạ yeah. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn. Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó tại vì biết sao, Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em, cảm ơn An rất nhiều. Em cảm ơn anh đã chọn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là, không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng sopran khác. Nhưng mà cái giọng của bạn thì nó có một cái độ dày, có cái độ dày rất nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái giao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ là gì? Nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chị ạ. Chị Hải Yến ạ. Hôm nãy có cái nốt cao nhất của An đấy mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ bởi vì anh biết wow đó. Còn lại gì cho nhau? Nốt chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh cũng, anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt. Và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là Xem Như Anh Rất May. Đúng. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều ạ.
xa. Chờ em dấu muộn màng, biết em thương người ấy đã rất nhiều. Em hỏi lòng em có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Tình yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Giang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên khách mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản tình yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài tình yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản tình yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã có từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh. Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó, An, mặc dù em không phải là được cái người được chọn cái ca khúc này đúng không? Nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi. Nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An. Đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đây. Đó. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. À. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha, được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. À. Cảm ơn anh Luân. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó thì nghe thì nó du hồn thiên. Và Thiên mong là các bạn có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. À. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là... người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn sẽ là ai ạ? Xin mời.
chắn bạn đang rất bất ngờ. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Izan chọn bài Từng Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Izan thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Izan Arun. Izan chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị đã dành cho Izan. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Izan rất nhiều. Và thưa quý vị, anh Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Ừ.
ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng hay làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình ạ. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình hẳn là năm tháng ý xuân công ta. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. Chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quên biết nhau một
để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời giữa phút giây ban đầu và chân thực sự tình yêu giữa phút giây ban đầu và chân thực sự tình yêu. Đó là Đêm Huyền Diệu. Bây giờ sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu, thích ăn bánh cốm thì mặc màu xanh cốm thôi. Hả? Ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là không, tâm linh tương thông. Em thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị, ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam Đà Nẵng. Anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm mà. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dạ. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường. Cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Dạ. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có để có thể thu hút được người khác tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em guộc tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như anh Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Yeah. À, không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của Sóng Cả Giọng Mặt thành một cái đêm huyền diệu mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều. Xin mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Bảo
trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn dần người đôi trắng đời trở như bàn tay. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đêm, dần đời trở như bàn tay. Một màn kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Thiên Dương đợi xin chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, và cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát. Mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả. Mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật. Em rất là thích. Anh cảm ơn em nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, yeah. Nói đại rất là nhiều, chân cảm ơn. Vậy cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà. Em cảm ơn buổi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Hãy
con đường làng bâng khuâng ta cứ ngỡ mình nằm mơ. Lâu lắm rồi rời xa quê nhà, xa mãi đình và cây đa già, xa đồng lúa chiều, xa diều vi vu, xa hàng râm bụt, cánh chuồn chuồn nghĩ. Về đây để nghe dặm tre chiều hát, về đây để nghe lại tiếng mẹ ru. Mẹ ru lời ru về cánh cò trắng, mẹ ru lời ru về gió mùa thu. Mẹ ơi lời ru mẹ như dòng suối, mẹ ơi lời ru mẹ như biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đuốc dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn gian nan. Cho giờ đây mẹ không còn nữa, lời ru mẹ vẫn vang suốt đời con. Cùng với thời gian lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hóa câu dân ca. Biển khơi, mẹ ơi lời ru mẹ như ngọn đuốc dìu dắt đời con vượt qua ngàn khó khăn gian nan. Dù cho giờ đây mẹ không còn nữa, lời ru mẹ vẫn vang suốt đời con. Cùng với thời gian lời ru còn mãi, cùng với thời gian lời ru đã hóa. Mùa hè
xa nhau dù trong ký ức, trong những khung hình nơi xa còn say riêng nhau những nhiệm màu, mang theo về miền an yên trọn quên hết. Chờ mong người về đây với em.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của chàng trai này. Quý vị sẽ có 10 giây. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Bạch Công Khanh với lại tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Đình Quốc Khánh thì hiện tại em đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật luôn. Cụ thể là em có là ca sĩ bán chuyên với lại đang làm về sản xuất âm nhạc. Một ngoại hình rất là dễ thương. Ngày hôm nay Khánh cảm thấy như thế nào khi hát một bài hát rất là mùi mẫn với chị Hải Yến? Dạ, cũng bất ngờ vì cái sở trường của em á thì chuyên về ballad và pop. Cái bài này á, trước đây mọi người để ý xem thường là viết một là giọng nam hát, hai là nữ hát. Đây cũng là lần đầu tiên của Hải Yến hát bài này mà hát song ca nha. Nên là để chọn được một cái được gọi là cái tông mà để hợp cho cả hai người cùng hát ấy, phải thay đổi như vậy thì cũng phải cảm ơn giám đốc nhạc rất là nhiều, bởi vì rất là khó khăn đấy ạ, rất là khó khăn. Vâng ạ. Bây giờ Khanh muốn nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại về tiết mục khoảnh khắc này. Nãy thì khi mà đứng trong cái màn bóng kia thì thấy Khánh rất nhiều năng lượng và thấy rằng là cậu bé này có vẻ không thích hợp để hát cái bài khoảnh khắc của chị đâu, mà sao chị vẫn nhất quyết chọn em. Anh không, em không hiểu sao, chắc có lẽ là do là cái ấn tượng quá đúng không? Bạn giơ ngón tay. Giơ ngón tay làm dấu thì mình đi theo thôi. Ok. Mình thấy người ta làm dấu mình chọn liền đó. Rất là luật hấp dẫn nữa đúng không? Thì anh rất thích cái style mặc đồ của em. Dạ anh ơi. Nhưng em cũng không hợp với cái bài hát này lắm đúng không? Em nghĩ là những cái bài hát ballad, pop mà mới ấy, thì có lẽ hợp với em hơn. Do một phần Hải Yến ôm một cái nhỏ mất hồn luôn. Ôm một phát là cũng là chị bị rối luôn. Em sao cái khúc này sao mọi người tự dưng đổ vế qua em vậy? Người ta ôm là để lấy cái động lực. Nó ôm là còn thầm thì hey, chút xíu tự tin nha em, tự tin nha, mình cứ hát thôi bằng nhảy kia nha. Tự tin thiệt mà. Nhưng mà biết đâu được cái ôm của chị lại khiến cho bạn ấy choạc choạc. Nhưng mà hỏi thật em, lúc nãy ôm có bị mất hồn không? À Khánh cũng có. Một cái tiết mục rất là tích cực. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và hy vọng là Quốc Khánh sẽ là một trong hai người bước được vào màn song đấu. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm
quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời miễn chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào. Và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy, bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn, rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thực sự rất là tiếc, bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều. Và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Lâu rồi mà bấy lâu
cố tình em. Chúng ta vừa được thưởng thức một tiếng một rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Yến Khoa, em quê ở Vĩnh Long, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là hôm nay có một cái điều gì đó nó liên quan tới mình lắm. Bởi vì ở cái vòng trước á thì là một cô gái mình cốm, cô kia là bánh da lợn. Là cái màu rất là xem nhau. Dạ. Xong cái vô đây nè, màu nó cũng hơi xanh nhạt nhạt nữa, xanh lá mạ. Cũng có một xíu liên quan đó. Anh Guộc thấy gần, quá hợp với bài Chim Trắng Mồ Côi luôn. Giang cánh lên nào. Đấy. Quá hợp luôn. Không, duyên phận rồi. Tại vì lúc đầu đã để ý hai cô. Một cô là mặc tua rua, một cô thì mặc hơi lùm xùm. Hồng Cẩm ơi, bạn cảm giác như thế nào sau khi xem xong tiết mục vừa rồi? Em có nói với anh Long Nhật là giọng của bạn này rất là lạ. Ừ. Mà nó lại rất là chân thật. Nó có gì đó rất là chất phát và chân thật, giống như cái sự hồn nhiên của bạn trên sân khấu vậy đó. Rất là dễ thương luôn, chúc mừng em. Cảm ơn và chị. Điều đó thì rất là hợp với ca khúc này luôn rồi. Dạ. Yeah. Còn nói gì nữa. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều. Mình có cảm giác mình là một ca sĩ. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Xinh quá trời. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng muốn cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim còn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ trên cao trong đêm chim bao giờ bao tâm tư ghi trong bao thư vẫn chờ gửi trong đêm một niềm tin trong đêm đông lung linh sự tan bao giá băng. Oh baby I'm falling in love with you. Yeah. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ. Hãy
Bây giờ sẽ là thời gian để cho khán giả bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Làm nhớ lại một trong những mối tình đầu. Quý vị khán giả ơi, chúng ta có 10 giây ạ. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khách mời, quý vị khán giả. Em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Văn Trung. Chú Nguyễn Văn Trung, chú. Dạ, chú. Anh đi cho trẻ. Là anh à? Dạ, tên của em là Kim Nguyên ạ. Mọi người thường gọi em là Jun Nguyên. Jun Nguyên. Dạ. Anh cảm giác như thế nào khi nghe hồi nãy là anh đã ước gì là được nấy? Anh ước như là một cái ánh mặt trời nó soi sáng, nó sưởi ấm một cái cục đá lạnh. Thì anh bây giờ anh đã chảy hết rồi, anh thành nước luôn rồi. Bị bạn làm tan chảy đúng tan không? Tan chảy luôn rồi. Vì cái độ dễ thương này. Dễ thương, năng lượng, yeah. Nhiệt huyết, trong sáng, ngây thơ, đáng yêu. Và xinh đẹp nữa. Xinh đẹp. Và quan trọng nhất là giống như một trong số những người yêu cũ của anh, yeah. Một trong số những người yêu đầu tiên. Trong tiết mục này thì Hà cảm thấy rằng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có lời. Bởi vì cảm thấy rằng là bạn ấy khoác rũ bỏ toàn bộ những cái gì nó đĩnh đạc, nó chững chạc và nó trở thành một cái rất là hồn nhiên, nắm tay nhau nhảy tung tăng như là học sinh với nhau đó. Hai cô cậu mới lớn rất là đáng yêu. Và ngày hôm nay Nguyễn Văn Trung phải cảm ơn em gái, bởi vì em mang một cái năng lượng rất là tích cực và nó xóa tan toàn bộ những cái gì mà Nguyễn Văn Trung đã đặt ra, có như là một cái đĩnh đạc, một cái chững chạc, một cái gì đó nó hơi lạnh lùng một chút xíu. Thì ngày hôm nay trên sân khấu Nguyễn Văn Trung tung tăng. Yeah. Và rất là hồn nhiên. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, hồi nãy lúc mà anh Hà nói á, là bé Kim Nguyên mang đến cả một bầu trời tích cực á, là nó xua tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong Nguyễn Văn Trung. Hay quá anh ơi, em tâm đắc câu này nhất ngày hôm nay. Không, nhưng mà thực ra là cái này là rất là vui cho bạn Trung luôn á, nghiêm túc luôn. Đúng, và thật lắm. Em cảm nhận một cái thứ nó sâu sắc hơn đối với lại bản thân của Duy á, một cái ca khúc nó hay. Đó là một cái ca khúc mà nó luôn tồn tại ở trong những người khán giả yêu mến nó. Và khi cái ca khúc nó vang lên ở bất cứ một cái thời điểm nào thì cái người mà đã từng yêu mến nó đó, họ sẽ được sống lại ngay cái khoảnh khắc mà cái lúc họ đã từng yêu mến ca khúc đó. Và ca khúc vừa rồi, cặp song ca vừa rồi đúng nghĩa là mang Duy quay về với hơn một chục năm trước, lúc mà ca khúc này mới được ra đời. Và cảm giác như là cái sự thanh xuân của Nguyễn Văn Trung cũng đã quay lại, xóa tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong cậu ấy. Thế còn Duyên Quỳnh, bạn nghĩ gì? Dạ, em cảm thấy rất là hả dạ. Tại vì lúc nãy anh Trung ảnh rất là chì chiết em khi mà cái bạn nam ở căn phòng của em mở ra. Anh không quan tâm. Đúng rồi. Vì anh đang sống trong cái cảm giác cái cảm của một cậu của bé mới lớn. Thanh xuân. Và từ đó giờ phiên bản của Kim Nguyên anh nhận thấy như thế nào? Anh muốn có một vài lời gửi đến cho Nguyên là anh cảm ơn em. Em thêm được vào cái nguồn năng lượng tích cực của bài hát và cái hơi thở của các bạn Gen Z bây giờ. Cái đoạn rap em viết á, nó làm cho anh cảm thấy là cái bài hát của mình nó có thể sống mãi. Dạ. Yeah. Anh có hài lòng với đoạn rap đó không? Anh rất là thích cái đoạn rap đó. Bạn viết đoạn rap đó, bạn có xin phép tác giả chưa đó? Không cần. Không viết cần hay thì không cần. Bây giờ Nguyên ơi, trong số 8 bài hát á, bạn chuẩn bị thì bạn thích bài nào nữa? Cái khúc Ngồi Bên Em. Ồ. Ngồi Bên Em. Đó là thông điệp từ vũ trụ rồi. Lẽ mình hát tiếp luôn hả? Bạn có thể hát thử một câu Ngồi Bên Em. Mình là hai người hát thử luôn đi. Xin mời. Dạ thì em xin phép. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay em che chở anh ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Hay quá. Một tràng pháo tay nữa cho Kim Nguyên thưa quý vị. Cảm ơn Nguyễn Văn Trung rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Kim Nguyên để bạn tỏa sáng trong tiết mục này.
Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt dấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Cảm giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân, và em giấu anh trong những bức tranh. Cho dù đúng hay sai,
hẹn yêu và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ. Minh Nguyễn xin chào bốn vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang sinh đời, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn. Và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau. Và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình. Và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Chung đôi anh từng ngỡ sẽ
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, giới thiệu tên của mình nha. Xin chào anh Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ, em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến. Và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc ấy, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ ca sĩ này, biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử một câu cho bài. Em thấy có một bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm. Tim hoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cơ. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế. Mà khi em hát cùng với Yến, không có cảm giác khập khiễng khi cái hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em. Nghĩa ơi. Hết hồn dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu. Và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lỗi bước qua gian dối. Người ơi, anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi gió rời, trái tim này cũng chỉ một người.
dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ đây là lần đầu tiên em song ca. cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. Cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng bạn không thể nở một nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát,
Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn đó rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Chung một câu đi nào. Anh cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lắc, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Chung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Chung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Ngân Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Và mùa đông lạnh lùng buồn ra nơi cô đơn riêng mình ta, và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua, đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những say muôn trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua, đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mong mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say muôn trời ân ái, mình hãy sẽ sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần.
yên bên nhau. Trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muôn trời ân ái, mình hãy sống bước lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Một tiếng hồn rất tuyệt vời. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn Hồ Trung Dũng vì đã hỗ trợ rất là hết mình trong tiết mục này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào bạn. Xin chào anh Khanh cũng như là tất cả các quý vị khách mời đang có mặt trong chương trình cũng như là tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đồng Diệu Ly. Hôm nay em có mặt đây em rất là vui khi được song ca cùng với... Em rất là bất ngờ khi được song ca cùng với anh Dũng. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này? Ly là một cô gái khi mình hát chung mình cảm giác là rất là nội lực, rất là năng lượng. Hát chung với cổ không biết khi nào cổ sẽ hát cái khúc nào hết trơn á. Cứ thở vừa hát. Cho nên là Ly cứ đứng nhìn ba vị kia còn Dũng cứ đứng nhìn Ly như thế này. Nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm rất là đặc trưng cho chương trình này. Hai đứa lên đây hoàn toàn là ngẫu hứng, sẽ có lúc thành công nhiều, có lúc thành công ít hơn một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau hơn, biết cá tính của nhau hơn. Và rất là muốn, thực sự trong tương lai rất là muốn được hát song ca với Ly ở những sân khấu chuyên nghiệp khác. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc. Đúng là thật sự ra là ngày hôm nay á, là chị thấy là Diệu Ly á, có nghĩa là bạn bước qua cái vùng an toàn của bạn. Đó, cho nên là khi mà bạn kết hợp với anh Dũng á, bạn muốn tạo điểm nhấn nhưng mà thấy được cái sự bản lĩnh của bạn. Khi mà có những cái tình huống thì bạn xử lý rất rất là tốt. Đây là một cái tiết mục mà phải nói là có sự bứt phá trong cái giọng hát. Thế cơ, anh không phải là anh buồn gì hết, nhưng mà anh thấy tiếc ở một cái điểm là đây là một người mà mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu mình có thể tập trung với nhau trước. Anh Mạnh Quốc Đại ạ. Anh rất là bất ngờ với Diệu Ly bởi vì anh đã làm việc chung với Ly rồi. Ở một cái dòng nhạc dân ca. Dân ca và em cũng hát rất là ngọt ngào. Mà hôm nay em hát ca khúc này thì thật sự là anh cảm thấy cái năng lượng của em nó hợp hơn dân ca rất là nhiều. Và thật sự hôm nay là cái năng lượng của em đem tới chương trình rất là tốt. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục tốt. Cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Xin mời. Thật sự nãy giờ em ngồi đây á, em không có thấy là Ly có một cái tâm lý gì là đi thi hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì em cảm nhận được là sự thăng hoa của cả hai người trên sân khấu. Đây là một tiết mục đối với em nó là rất thăng hoa. Khi mà hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu á, hay nhất là mình có thể thả được hết những cái cảm xúc của mình vào bài hát. Và mình nghĩ là đối phương của mình cũng có thể đón được những cái đó của mình. Em rất là thích cái phần cảm xúc. Em rất rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và các khách mời còn lại.
ngắm phong trần tay trắng tay. Trời đông ngài gió lùa vài cây, lầu kín trăng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì tôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mây sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho màn song đấu này. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Phan Anh Quân thì nhấn phím A. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Lê Công Quốc thì nhấn phím B. Quý vị cũng sẽ có 10 giây. Thời gian bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay một lần nữa vì đã giúp chúng tôi đưa ra những kết quả bình chọn rất là kịch tính. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để xem phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Lê Công Quốc và Phan Anh Quân là bao nhiêu. Wow. Trước mắt chúng ta là hai con số 49% và 51%. Có nghĩa là trong đây có một người nhận được 51% và dĩ nhiên 49% là của người còn lại. Người nào nhận được 51% sẽ là người chơi giành chiến thắng trong song ca giấu mặt. Và kết quả là... Và bạn cũng là người
người song ca với ca sĩ Hồng Gấm. Chúc mừng, bạn đã có 10 triệu đồng. Cảm ơn Lê Công Quốc rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người. Chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu.
30 giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh, em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau. Rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói, ôi chạy cái số 7 mừng mấy mặn rồi. Phần đầu anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em. Mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng, nhưng mà cảm ơn em. Mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, hôm nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt. Giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Ôi cảm thú của tôi. Trong lòng sẽ không nhạt ai.
cơn mưa lâu sau cơn mưa nhé, cho hạt mưa rơi góc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm. Mặc dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ. Cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả. Chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó, đất luôn à. MC thiệt là déo miệng, déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sơ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm, bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều, ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh Tô khàng khàng này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dạo Mặt lần này. Cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thủy Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình, em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em, nó tạo cái cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy, chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ.